A few inches later. Cháu vừa đi đâu đấy? Ồ thế à, vậy để bà giúp cháu chuẩn bị nhé. Mày lấy đâu ra tiền mà mua những thứ này? Nói nhanh không thì đừng trách tại sao trời lại nhiều sao. Dạo này xem bảy đá mà sướng con mắt bờ lờ. Ừ đúng rồi. À mà sinh nhật thằng Pacuto tổ chức tới đâu rồi hả cháu? Ok luôn.
cháu ngày càng khỏe mạnh và học giỏi nhé. Còn ông chúc cháu ngày càng thành công trên con đường YouTube.